Em chào các bác nhá, đã trở lại kênh. Hôm nay em xin review con máy tiện hiệu Hamatu, có hầu, tay thuận, quan trọng là nó chạy êm. Đấy, chống tâm thì 860. Trước hết em nói là hiệu Hamatu đấy nhá. Hamatu của Nhật đây. Hamatu của Nhật đấy. Thì con này lỗ nòng được 52. Lỗ nòng 52. Số lớn nhất con này được 1500. 1500 vòng phút. Đấy, mâm cặp 6 chấu. Đẹp, có hầu. Đấy, bây giờ chỗ này cũng đẹp luôn. Đấy. Anh em xem nhá. Đây. Dung xích này, ok đẹp luôn. Đấy, băng bi là ok nhá. Đấy, mọi cái dung xích là đã khử rồi, rất êm. Thì bây giờ em sẽ chạy thử hết tất cả các số. Anh em kiểm tra dung xích này, cho sát ra ngoài. Ra ngoài. Quay ra ngoài. Ra ngoài mấp mé ở ngoài đầu ấy. À, đúng rồi, rồi mấp mé rồi. Quay qua lại nữa, ra ngoài kia nữa. Đúng rồi, đó mấp mé đây rồi. Anh mấp mé phải làm sao nhìn thấy cái trắng trắng ở đây lồi ra mới được. Đây này em chỉ thờ, đây này em chỉ đây. Đây em thử dung xích cho các bác xem thôi. Rồi, quay này. Quay đi. Đấy, lắc nhẹ cái là nó lung lay các bác ha. Đấy, lắc nhẹ là bắt đầu dung xích nó chuyển đổi liền đấy. Các bác ha. Đấy. Rồi, ok. Rồi, cái này còn tốt. Đây, quan trọng vít me là còn tốt này. Đấy. Chưa có lau chùi. Đấy. Rồi bây giờ em sẽ thử hết các số cho các bác xem ha. Rồi em sẽ chạy tự động. Rồi. Rồi em thử số này. Rồi 152. Ok, tiếp, số tiếp. Rồi, cái này 240. Ok, tắt. Rồi, tiếp cái này là 62. 62 là cái này chậm nhất này. Ok. Rồi, ok, tắt. Rồi, chuyển đổi trên đấy, trên. Rồi, để em chạy cho. Em chạy cho anh đầu đó đấy, anh săn số đấy, đứng ở bên kia. Đây. Số này là 380. Ok ha. Rồi, anh đứng sang bên kia đi. Rồi. Rồi tiếp số này. Số này 600 này. À, chạy đi. Ok luôn này. Cứ để nó chạy đi anh. Để nó chạy đi, bật đi. Bật đây. Đó, số này ok nhá các bác ha. Êm này, rồi số 600. Rồi, 600, rồi. Sẽ bây giờ là số 950. Rồi, bật lên. Ok luôn này. Rồi. Rồi, tiếp số 1500 là số lớn nhất. Rồi, số này 1500. Đây. Ok quá ha. Rồi, bây giờ em sẽ chạy gạt sang 240 đi để chạy tự động. Rồi, gạt tự động luôn. Rồi. Yes. Đây, tự động chạy rồi này. Ok. Rút trên giàn. Rồi, bàn giao chạy này. Ok. Rồi. Rồi bật này chạy gen này. Bật nút này này chạy gen này. Chạy gen này. Ok, chạy gen ok nhá. Rồi. Rồi ok, bây giờ đo kích thước rồi em. Tắt máy. À, máy này có thắng rồi các bác nhá. Đây, có thắng ok này nhá. Rồi, thước này. Chống tâm được 860. 850 rồi, đo được kính mâm cặp. Đường cấm kính mâm cặp 600 là 230. Ok, rồi. Qua băng đi. Qua băng này. Qua băng cái này là 470. 470 qua băng nhân đôi lên. Rồi, qua hầu.
Qua hầu ở đây là được 620 qua hầu. Vâng. Cái này được 240 qua bàn giao. 240 qua bàn giao. Ok. Đấy, máy móc ok nhá anh em. Anh em có nhu cầu liên hệ 0938 312 207. Em cảm ơn. Có hầu Tây Thuận nhá. Đấy, ok anh em nhá. Có hầu Tây Thuận rồi. Máng nước đầy đủ ha. Đây. Vít me băng bi này còn sắc còn bén nha. Băng trượt còn ok nhá. Nước sơn tuy hơi cũ nhưng vẫn ok nhá. Bàn xe dao ok, tất cả vạch độ ok. Rồi, em cảm ơn anh em. Được cái là mâm cặp này 6 chấu anh em nhé.